Hello, hello everyone. Nga xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Hôm nay cuối tuần rồi và Cali đang rất là nóng với các bạn. Anh chị em mình ra ngoài nhớ giữ cho mát nhé. Và đi đến những nơi nó mát, vào mall, shopping cho nó mát nha. Ok, hôm nay Nga mang lên cho các bạn xem một chiếc nhẫn London Blue Topaz. Các bạn thấy không? London Blue Topaz, cái màu này là màu hạng nhất đó các bạn. Và natural nha các bạn. Và cái hộp này là 11 carat, hơn 11 carat cái London Blue Topaz. Và hộp xoàn xung quanh Nga làm gần 1 carat hộp xoàn xung quanh. Và làm chiếc nhẫn này vàng 14 trắng. Yeah. 7.2 gram vàng 14 trắng. Mình làm bằng tay nha các bạn, chiếc này Nga làm bằng tay. Tại vì cái hộp này, hộp topaz này lớn, không có cái kiểu nào họ có sẵn cho mình đâu. Cho nên Nga làm bằng tay, các anh thợ của Nga làm bằng tay, handmade đó các bạn. Yeah, đẹp lắm. Size 6.5 các bạn, nếu mình làm size được nhé. Và tay ai lớn hay nhỏ mình có thể làm size được. Yeah. Em mang lên đây cho các bạn với cái giá rất đặc biệt nhé. 1.445 đồng. 1.445 đồng nha các bạn. 1.445 đồng. Rất đẹp các bạn ơi. Không có chiếc thứ hai đâu. Nga làm lên là đồ Nga làm lên rất đặc biệt. Nga không làm giống chiếc nào giống chiếc nào đâu. Mỗi chiếc đều có một cái vẻ đẹp riêng. Yeah. Nha các bạn. Rồi các bạn nào cần thì thích thì gọi phone cho Nga. Số phone của Nga là 714-599-4278. Và tiệm của Nga trên lầu Phước Lộc Thọ, đi cửa sau cầu thang máy đi lên bên trái. Tiệm của Nga là 48B. Yeah. Nancy Jewelry ở bên trái nha các bạn, cầu thang máy mình đi lên. Rồi các bạn nào thích thì gọi phone cho Nga nhé. Hoặc đến tiệm Nga có nhiều kiểu nữa, các bạn có thể đến tham khảo nha. Nga xin mời các bạn đến để tham khảo thêm. Rồi Nga cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn mình có một ngày mới, một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Nga xin chào.